Cũng trong sáng nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hưng Yên đã tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Toàn tỉnh hiện có trên 410 hợp tác xã hoạt động, thu hút trên 80.000 thành viên tham gia, tạo việc làm cho trên 23.000 lao động. 65 quỹ tín dụng nhân dân đã thu hút được gần 1.000 thành viên tham gia. Qua đó, huy động được trên 4.700 tỷ đồng cho các thành viên vay phát triển kinh tế tập thể. Trong không khí đoàn kết dân chủ, đại hội đã bầu ra 38 đồng chí vào Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hưng Yên khóa 6 nhiệm kỳ 2020-2025 và đề ra nghị quyết thực hiện 9 chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Trong đó phấn đấu tập trung đổi mới sáng tạo và phát triển các hợp tác xã theo chiều sâu, xây dựng từ 50 đến 70 hợp tác xã áp dụng công nghệ cao và 150 hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt từ 4 đến 5% năm, có từ 45 đến 50% hợp tác xã đạt khá giỏi. Vân vân. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Liên minh Hợp tác xã tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã góp phần thiết thực trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ 2020-2025, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần định hướng chỉ đạo giúp đỡ các hợp tác xã để kinh tế tập thể phát triển ngang bằng các loại hình kinh tế khác trong thực hiện chính phủ điện tử, quản trị doanh nghiệp theo hướng số hóa, quan tâm đến thành lập chuỗi sản xuất khép kín có trình độ chuyên môn hóa cao, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 21 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua.